Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Ở clip trước thì Thúy có chia sẻ với mọi người về phần 1 của cách xác định setup giao dịch có xác suất thắng cao. Ở clip này thì Thúy xin review lại nội dung của clip trước một tí xíu. Đó là cách mà để cho trader chúng ta có thể xác định được những cái chiến lược giao dịch có xác suất thắng cao á, thì mọi người nên giao dịch trong thị trường có xu hướng. Và chúng ta nên giao dịch ở những vùng giá quan trọng, ví dụ như là ngưỡng hỗ trợ kháng cự hoặc hỗ trợ kháng cự động. Và ngoài ra thì mọi người có thể dùng công cụ như stochastic để xác định vùng quá mua quá bán để chúng ta tham gia giao dịch. Nếu như những nội dung này mọi người chưa nắm thì mọi người có thể lên kênh YouTube của Trader Việt và mọi người xem lại clip này giúp Thúy nhé. Còn trong clip ngày hôm nay thì Thúy xin chia sẻ luôn cái phần nội dung còn lại của cái cách xác định một chiến lược giao dịch có xác suất thắng cao nhé mọi người. Bây giờ chúng ta vào nội dung chính nhé. Mọi người để ý là nội dung ngày hôm nay á, thì Thúy sẽ nói về cái cách mà mọi người giao dịch với các cái setup có xác suất thắng cao và cái cách mà mọi người sẽ đặt dừng lỗ với chiến lược đó. Thì mọi người thấy rằng là trong thị trường chúng ta có rất là nhiều cái cách để chúng ta tham gia giao dịch đúng không nào? Nhưng mà trong thị trường có xu hướng á, thì thường có 3 cách giao dịch phổ biến như sau. Cách đầu tiên đó là giao dịch theo pullback, tức là giao dịch theo con sóng hồi. Cách giao dịch thứ hai là giao dịch breakout, đó là cách giao dịch theo hướng giá phá vỡ. Cách giao dịch thứ ba đó là failure test, tức là sự kiểm tra thất bại của giá. Thì bây giờ chúng ta đi vào từng cách giao dịch một. Có rất là nhiều cách nha mọi người, nhưng đây là 3 cách phổ biến. Thì mọi người để ý là con sóng hồi đây, mọi người để nhìn vào biểu đồ giúp Thúy. Pullback có nghĩa là con sóng hồi của giá. Con sóng hồi có nghĩa là con sóng đi ngược lại với xu hướng chính của thị trường. Ví dụ như trong biểu đồ này, xu hướng chính của chúng ta là xu hướng tăng đúng không ạ? Thì pullback ở đây chính là sóng giảm. Đó, những con sóng mà thể hiện cái sự đi ngược lại với xu hướng của thị trường, nó chính là pullback đó. Thì chiến lược giao dịch với pullback ở đây có nghĩa là gì? Trader sẽ tham gia giao dịch trong cái quá trình mà giá hồi về những vùng giá quan trọng. Có thể là nó hồi về hoặc có thể là nó không hồi về cũng nên, nhưng trader chúng ta thường sẽ tìm kiếm giao dịch, tìm kiếm những cái tín hiệu giao dịch tại cái quá trình đó. Rồi, đó là trong xu hướng tăng. Xu hướng giảm thì ngược lại. Thì pullback ở trong xu hướng giảm sẽ là sóng tăng nhé mọi người. Đó, những con sóng tăng. Trader sẽ tìm kiếm giao dịch, tìm kiếm cơ hội giao dịch trong cái giai đoạn mà sóng hồi này xuất hiện, tức là giá đang đi ngược lại với xu hướng chính. Giá đi ngược lại với xu hướng chính thể hiện là trader giao dịch ngược xu hướng. Thì khi mà trader giao dịch ngược xu hướng như thế này á, thì sẽ có lúc như thế nào? Họ sẽ cái lực mà đi ngược lại xu hướng nó sẽ cạn dần, bởi vì không có nhiều người tham gia giao dịch ngược xu hướng thì giá sẽ nhanh chóng quay lại xu hướng chính, và trong cái quá trình đó thị trường sẽ để lại cái dấu hiệu giao dịch cho chúng ta, và những trader giao dịch thuận theo xu hướng sẽ dựa vào những cái tín hiệu giao dịch đó để tham gia thị trường đó. Thì cho nên có thể nói pullback là một trong những cái chiến lược giao dịch mà các bạn có thể tìm tín hiệu giao dịch tại đó. Thì đó cũng là một vùng giá mà có thể giúp cho các bạn tìm được những cái setup giao dịch chất lượng. Rồi, cái cách giao dịch thứ hai đó là breakout. Mọi người để ý là khi mà chúng ta giao dịch breakout thường á, đó là có hai cái cách mà chúng ta có thể xác nhận breakout. Thứ nhất đó là khi mà giá phá vỡ một vùng phạm vi quan trọng, tức là giá đã đi ngang trong một khoảng thời gian rồi và nó đi ngang trong một cái phạm vi nhất định đó. Thì khi mà giá phá vỡ ra khỏi cái phạm vi đó thì thường là nó sẽ đi rất là mạnh đó. Thì việc của chúng ta để mà giao dịch được với breakout thì chúng ta cần phải xác định một phạm vi giá đúng không nào, một phạm vi giá. Hai là phá vỡ một ngưỡng kháng cự và hỗ trợ quan trọng chẳng hạn, cũng đúng nha. Nhưng mà thường thì để mà kiếm được một cú breakout mạnh theo một hướng thì chúng ta nên giao dịch, chúng ta nên xác định giá di chuyển trong một phạm vi
mà trong một khoảng thời gian càng dài càng tốt, thì khi đó cái cú phá vỡ nó sẽ rất là mạnh và nó khả năng cao nó sẽ đi về một hướng thì nó sẽ cao hơn. Đó, thì khi mà các bạn giao dịch như vậy á, thì các bạn cũng dễ dàng tìm được những cái tín hiệu giao dịch có chất lượng cao ở đây. Đó, đây là cú breakout thể hiện trong xu hướng tăng, trong hướng tăng. Mọi người để ý này, giá đã, đây là biểu đồ của bảng Anh với lại là New Zealand trong khung thời gian một tuần lận nhé mọi người. Và thị trường đã đi sideways, đã đi ngang trong một khoảng thời gian rất là dài. Và sau khi mà giá phá vỡ khỏi cái vùng giá đi ngang này thì sao? Mọi người thấy là giá đi rất là mạnh và dứt khoát đúng không ạ? Rồi, vậy thì đây là cú breakout trong trong hướng giảm. Mọi người cũng để ý này, đây là biểu đồ một ngày và thị trường cũng đi ngang trong một khoảng thời gian dài rồi, chứ không phải là ngắn nữa. Thì đây, trong một khoảng thời gian như thế này thì sao? Chỉ cần giá phá vỡ ra khỏi, xin lỗi mọi người, chỉ cần giá phá vỡ ra khỏi cái phạm vi này thì thường giá sẽ đi rất là mạnh. Đó, thì khi mà khung mọi người giao dịch khung thời gian càng lớn á, thì cái thời gian mà giá đi ngang càng dài thì nó lại càng có giá trị nhé mọi người. À, khi mà giá đi ngang thể hiện lực mua lực bán cân bằng, phe mua phe bán đang giằng co với nhau, và khi mà họ xác định được cái xu hướng của mình á, cái hướng đi của mình thì giá sẽ bật đi rất là mạnh, thường là vậy. Rồi, trường hợp thứ ba đó là failure test, tức là sự kiểm tra thất bại của giá. Đây mọi người, sự kiểm tra thất bại thì đó là cái việc mà giá retest, tức là quay trở lại và kiểm tra một vùng giá quan trọng, thường nó là ngưỡng kháng cự hỗ trợ hoặc là đỉnh đáy trước. Đó, thì khi mà giá quay ngược trở lại đó và kiểm tra thì sao? Xuất hiện sự thất bại. Thường nếu như kiểm tra thành công thì sao? Giá mà đi đến ngưỡng kháng cự mà nó kiểm tra thành công thì nó sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự đó luôn, hỗ trợ thì ngược lại. Đó, vậy thì sự thất bại ở đây là gì? Nó không có vượt qua được. Đó, không vượt qua được và nó bị đẩy ngược trở lại vùng giá trước đó. Thì đó chính là sự thất bại. Thì mọi người để ý á, là khi mà sự thất bại xảy ra thường sẽ kèm theo những cái tín hiệu giao dịch cho trader chúng ta tham gia. Đương nhiên không phải là lần nào thị trường cũng đưa ra tín hiệu đúng, nhưng cái cách của chúng ta đây là chúng ta đang tìm những cái setup giao dịch chất lượng đúng không, thì chúng ta sẽ tìm những cái tín hiệu mà thất bại diễn ra ở những vùng giá quan trọng, chứ không phải là nó diễn ra ở những cái vùng giá lưng chừng, thì như vậy nó sẽ có giá trị hơn cho trader đó. Thì như mọi người để ý trong biểu đồ này, đây là một ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự của thị trường. Đó, giá đập lên đây, giảm xuống. Đó, thì ở đây sau khi giá vòng ngược trở lại test ngưỡng kháng cự này một lần nữa thì nó tạo ra tín hiệu một cái nến pin 3 rất là mạnh đúng không ạ? Nến pin 3 này như thế nào? Nó test đúng cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ và nó giảm xuống tạo với một cái đuôi nến dài, và giá cũng không có đóng cửa bên trên ngưỡng kháng cự. Lúc này thì sao? Nó lại càng tăng thêm cái phần cái tín hiệu, nó lại càng có độ tin cậy cao hơn. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia với lại cái tín hiệu giao dịch như thế này. Rồi, đây là trong thị trường có xu hướng sự kiểm tra thất bại trong thị trường có xu hướng tương tự. Đây cũng vậy, đây là một ngưỡng kháng cự, trước đó là kháng cự và sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự này thì nó trở thành hỗ trợ nha mọi người. Và mọi người thấy ấy, giá quay trở lại test lại ngưỡng hỗ trợ này và như thế nào? Thất bại, bởi vì sao? Giá không đóng cửa được bên dưới và thậm chí còn tạo ra hai cái nến có đuôi rất là dài. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta tham gia giao dịch ở vùng giá này nhé mọi người. Rồi, tương tự, đây là việc mà giá kiểm tra nhưng mà thất bại ở vùng giá đi ngang. Thì trước đó là thị trường có xu hướng, nhưng sau đó thì sao? Sau khi đạt đến một cái ngưỡng giá nhất định thì thị trường chững lại và hình thành một vùng giá đi ngang, chứng tỏ lúc này đã tăng như thế nào mọi người, là đã tăng đã yếu đi rồi đúng không? Đó, và thêm nữa là giá retest một lần, test một lần nhưng mà thất bại đúng không ạ? Và sau đó lại vòng ngược lại test lần thứ hai thì sao? Lần này nó lại tạo ra một cái nến có đuôi dài, và chúng việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tìm những cái nến mà có những cái mô hình nến hoặc là cái tín hiệu giao dịch mà có cái tín hiệu cho chúng ta để chúng ta tham gia thị trường ở những vùng này nhé mọi người. Rồi, thì đó là cách giao dịch thứ ba. Thì ba cách giao dịch này mọi người hoàn toàn có thể áp dụng vào để mà chúng ta tìm những cái setup giao dịch chất lượng ở những cái vùng giá đó và chúng ta tham gia giao dịch. Vậy thì khi mà chúng ta có chiến lược giao dịch rồi, chúng ta có điểm vào rồi, việc của chúng ta tiếp theo là đi tìm điểm dừng lỗ đúng không ạ?
Vậy thì cách đặt dừng lỗ đối với chiến lược với cái cách đặt với chiến lược mà có xác suất thắng cao á, thì có hai cách đặt dừng lỗ. Cách đặt dừng lỗ thứ nhất đó là dựa vào biến động của thị trường. Cách thứ hai đó là dựa vào cấu trúc của thị trường. Thì ở đây Thùy xin đi phần đầu tiên, đó là cách đặt dừng lỗ dựa vào mức biến động giá trước nhé. Ở đây chúng ta sẽ dùng đến công cụ ATR vì nó sẽ hữu dụng trong trường hợp này. ATR đó là công cụ để đo sự biến động giá. Bạn nào mà chưa biết về công cụ này có thể tìm xem clip của Thúy nha. Thúy có nói về công cụ ATR, có một clip nói về rồi ạ. Thì công cụ ATR sẽ cho chúng ta biết được mức biến động giá. Thì việc của chúng ta đó là chúng ta sẽ xác định mức biến động giá của thị trường ở thời điểm hiện tại. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt chốt lỗ dựa vào các mức biến động giá đó. Cụ thể là chúng ta sẽ tìm một cái bội số ATR thích hợp để chúng ta add vào. Ví dụ như đây là khung thời gian D1. Và khi mà các bạn giao dịch chẳng hạn như ở vùng giá này, các bạn vùng giá này các bạn mua thì chẳng hạn thì sao? Thì các bạn sẽ đặt chốt lỗ ở mức là 70 mình xin lỗi nhé, mình bị liếu lửa chỗ này. Ở đây cái giá trị của ATR là 71 pip. Và nếu như các bạn chọn bội số ATR là 2 thì các bạn có thể đặt chốt lỗ ở mức là 142 pip. Đó. Còn nếu như các bạn thấy muốn an toàn hơn, các bạn có thể tăng bội số ATR lên, miễn là các bạn cần phải chấp nhận cái mức độ rủi ro của nó là được. Rồi. Thì đó là cái cách mà chúng ta đặt chốt lỗ dựa vào công cụ ATR. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ dựa trên cấu trúc thị trường. Cụ thể như sau. Cấu trúc thị trường thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Cấu trúc tăng thì sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, và cấu trúc giảm thì ngược lại. Và thường trong cấu trúc thị trường tăng nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy. Vậy thì ở đây mọi người để ý là đây là cấu trúc của thị trường tăng. Thì khi mà mọi người thấy là giá vượt qua cái ngưỡng kháng cự này và nó trở thành hỗ trợ đúng không? Giá quay trở về retest ngưỡng hỗ trợ này. Đó, và sau đó quay trở lại test một lần nữa. Nếu như các bạn giao dịch ở vùng giá này thì cái vùng đặt chốt lỗ của các bạn có thể cân nhắc đặt ở bên dưới ngưỡng hỗ trợ này. Đó. Tương tự kháng cự cũng vậy. Ở đây chính là một vùng kháng cự của chúng ta đúng không? Giá quay về retest 2 lần. Và nếu như các bạn có giao dịch ở vùng giá này thì các bạn có thể cân nhắc đặt chốt lỗ ở bên trên ngưỡng kháng cự này. Rồi. Ở đây Thúy cần nói sơ qua thêm một cái kiến thức nhỏ nữa mà Thúy tin là có rất là nhiều trader cũng đã biết rồi. Đó là vùng hợp lưu. Đối với bản thân Thúy thì Thúy rất là thích giao dịch với vùng hợp lưu. Bởi vì là vùng hợp lưu nó có cái độ tin cậy nhất định, tức là nó có độ tin cậy hơn so với việc mà chúng ta không có bất kỳ một cái chúng ta có chỉ có một yếu tố đơn lẻ duy nhất để ủng hộ cái chiến lược của mình. Thì vùng hợp lưu, định nghĩa sơ qua về vùng hợp lưu cho mọi người nhé. Vùng hợp lưu đó là vùng mà tại đó cho chúng ta ít nhất là hai tín hiệu, tức là hai tín hiệu giao dịch cùng một vùng giá đó. Ví dụ như trong một thị trường có xu hướng tăng. Đây để Thúy vẽ ra cho mọi người hình dung nè. Ở đây nhé, trong thị trường có xu hướng tăng, ok chưa nào? Và lúc này thì các bạn xác định được một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đây chính là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Và ngưỡng hỗ trợ này vừa hay hợp lưu với trendline tăng. Đó, và giá lại đang tìm về vùng này. Đó, thì đây chính là vùng hợp lưu. Nó có hai yếu tố hỗ trợ cho các bạn để các bạn mua lên. Thứ nhất đó là giá chạm trendline là thứ nhất. Thứ hai đó là giá chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đó thì đó, các bạn có thể ưu tiên những vùng giá hợp lưu. Đương nhiên thì Thúy giao dịch theo production, Thúy không dùng công cụ. Nhưng các bạn nào mà giao dịch theo công cụ kỹ thuật, các bạn cũng có thể áp dụng điều này. Rồi, tuy nhiên ở đây có hai cái lưu ý của các bạn khi mà các bạn tìm vùng hợp lưu á. Đó là thứ nhất, các bạn đừng các bạn không nên tìm những cái vùng giá hợp lưu mà có quá nhiều vùng hợp lưu. Tức là từ 4 yếu tố vùng hợp lưu trở lên á, thì chúng ta không nên giao dịch nhé. Vì thực ra cái gì chắc chắn quá cũng không tốt. Nếu như mà một vùng mà quá chắc chắn thì cái khả năng vùng đó bị săn stop loss cũng sẽ cao. Mọi người hiểu không ạ? Rồi yếu tố thứ hai đó là chúng ta không dùng nhiều hơn một yếu tố hợp lưu trong cùng một loại chỉ báo. Tức là như thế này. Ví dụ như các bạn đã sử dụng stochastic để xác định vùng quá mua và quá bán rồi, thì chúng ta không nên dùng thêm RSI nữa nhé. Tại vì cả hai cái đó đều đưa ra cùng vùng quá mua quá bán đó, và nếu như nó ngược nhau thì sao?
nó sẽ khiến cho bạn bị rối và nó làm loạn cái chiến lược giao dịch của bạn, và điều đó là không nên. Ok, thì đó chính là vùng hợp lưu. Khi mà các bạn xác định một cái setup giao dịch chất lượng cao thì các bạn nên xét qua yếu tố này. Rồi, ok, thì bây giờ Thuyết sẽ tổng hợp lại ở cả hai clip về một setup chất lượng cao cần có là cái gì. Thứ nhất, đó là chúng ta phải giao dịch theo xu hướng, ok không nào? Cái thứ hai, đó là khi mà giao dịch theo xu hướng thì chúng ta cần tìm những cái vùng giá có giá trị, vùng giá quan trọng ở trong xu hướng đó. Ví dụ xu hướng tăng, chúng ta sẽ tìm ở những vùng hỗ trợ quan trọng. Đó, thì vùng hỗ trợ quan trọng sẽ giúp cho mọi người mà tìm được những cái setup, tìm điểm mua lên, setup nó chất lượng hơn. Và ở tại vùng này mọi người lưu ý giúp Thúy này, tại vùng giá quan trọng mọi người xét thêm một cái yếu tố nữa cho Thúy, đó là vùng hợp lưu nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta xác định được vùng giá quan trọng rồi, chúng ta sẽ tìm setup giao dịch tại đó, tức là chúng ta đang tìm điểm vào lệnh tại đó đó. Tìm điểm vào lệnh xong thì chúng ta sẽ tìm điểm dừng lỗ. Sau khi tìm điểm dừng lỗ rồi, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch thoát lệnh. Đó, thì đó chính là một cái vòng giao dịch của chúng ta. Rồi, ở đây tới đây nếu như mà các bạn nào thắc mắc gì thì cứ để lại comment cho Thúy ở trong kênh YouTube nhé. Rồi, vậy thì sơ lược ở đây xác định lại, khi mà các bạn tìm một cái setup giao dịch ở trong thị trường có xu hướng và ở vùng giá quan trọng thì cái setup đó phải như thế nào, cái chiến lược giao dịch đó có xác suất cao phải là như thế nào. Thứ nhất, các bạn để ý này, nó phụ thuộc vào 7 câu hỏi mà các bạn cần phải trả lời trước khi mà các bạn xác định một cái chiến lược giao dịch có xác suất thắng cao như sau. Thứ nhất, đó là cái cách bạn xác định xu hướng đó là gì. Các bạn xác định xu hướng theo MA hay trendline hay cấu trúc thị trường, cách nào không quan trọng, quan trọng là nó hiệu quả đối với các bạn. Cái thứ hai, đó là câu hỏi thứ hai nhé, các bạn xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, các ngưỡng giá quan trọng á như thế nào, dựa vào hỗ trợ kháng cự hay dựa vào các chỉ báo. Đó, thì như Thúy vẫn nói đó, cách nào cũng được, miễn là các bạn xác định được, nó đã quen, các bạn đã quen và các bạn đã hiểu nó rồi là được. Câu hỏi thứ ba, đó là bạn sẽ tham gia giao dịch như thế nào? Giao dịch theo pullback, breakout hay là giao dịch fail test? Và cái câu hỏi thứ tư, đó là các bạn sẽ thoát lệnh như thế nào? Rồi câu hỏi thứ năm, các bạn sẽ chấp nhận rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch? Câu này rất là quan trọng nhé. Tất cả những câu hỏi này đều rất quan trọng, nhưng để ý quản lý vốn cho Thúy một tí xíu. Bởi vì các bạn để ý á, khi mà các bạn giao dịch ở trong thị trường á, sẽ có những lúc các bạn thấy rằng là tín hiệu giao dịch của mình có cái khoảng dừng lỗ rất là lớn, và khi mà nó lớn quá thì 1%, 2% không còn giao dịch, không còn quan trọng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tín hiệu đó nó đã không còn đẹp nữa rồi, đúng không? Nó không còn là một tín hiệu chất lượng nữa rồi. Nên các bạn quan trọng nhất vẫn là phải cách đánh giá chất lượng tín hiệu giao dịch, rồi khi đó hãy đến quản lý vốn nha mọi người. Rồi, khi mà đã có quản lý vốn rồi thì các bạn để ý giúp Thúy này, ở đây con số 1-2% cũng được, hoặc là các bạn cài theo, các bạn đặt, các bạn chấp nhận rủi ro theo mức biến động giá cũng được. Nói chung là miễn sao các bạn thấy rằng là khi cho một lệnh giao dịch, cái số tiền các bạn mất đi mà các bạn không có bị tâm lý gì cả là ok. Rồi câu hỏi thứ 6 mà các bạn cần trả lời, đó là bạn quản lý giao dịch của mình như thế nào. Quản lý giao dịch ở đây có nghĩa là sau khi mà lệnh các bạn có lời rồi á, thì các bạn có giờ chốt lỗ hay không, hay là các bạn sẽ giữ nguyên cái mức chốt lời để các bạn sẽ thoát lệnh ở đó. Câu hỏi thứ 7 mà các bạn cần trả lời, câu hỏi cuối cùng, đó là những cặp tiền tệ nào mà các bạn sẽ tham gia giao dịch. Thì xác định sẵn cái sản phẩm mình tham gia giao dịch cũng là điều rất là quan trọng nha mọi người. Thì đó là toàn bộ cái cách thức để mọi người xác định một cái chiến lược giao dịch có xác suất thắng cao. Nếu như các bạn giữ đúng cái nguyên tắc này và các bạn giữ đúng cái quy luật, không, tức là chúng ta sẽ không có phá vỡ bất kỳ nguyên tắc nào, thì theo thời gian các bạn thực hiện những điều này một cách đều đặn á, thì chắc chắn rằng là cái chiến lược giao dịch của các bạn sẽ chất lượng hơn rất là nhiều, và khi đó các bạn sẽ không có dễ dãi sa đà vào những cái chiến lược giao dịch mà có cái tín hiệu không có đẹp nữa. Rồi, hy vọng là clip của Thúy có nhiều thông tin bổ ích cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Các bạn nhớ subscribe kênh, like và share video clip để ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người ạ.